Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Cà phê Lê Minh. Như chúng ta đã biết, trong năm vị trí quen thuộc của Lê Minh huyền thoại thì đường giữa là khu vực nhận được sự yêu thích của đông đảo người chơi trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Lý do là vị trí này giúp bạn thoải mái thể hiện phong cách chơi của mình, từ pháp sư, sát thủ cho tới đấu sĩ và chống chịu. Ngoài ra, đường giữa vẫn luôn là vị trí hiểm yếu, quyết định kết quả trận đấu. Vậy đâu là những vị tướng đường giữa mạnh nhất của phiên bản cập nhật thứ 6 của mùa giải? Những tướng đường giữa nào đang có tỷ lệ thắng cao nhất ở meta hiện tại và thích hợp nhất để leo rank? Ngay bây giờ, hãy theo chân Cà phê Liên Minh điểm qua những gương mặt đáng chơi trong chế độ xếp hạng đơn nhé. Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút thì Cà phê Nhân phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà phê Nhân phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Talon, sát thủ bóng đêm. Talon luôn là một thế lực thống trị tại đường giữa khi anh chàng này có thể tự do đi roam sang các đường khác và tận dụng lợi thế dẫn trước của mình để lăn cầu tuyết cho cả team. Trong phiên bản 10.6, khả năng đào đường của vị tướng này thậm chí còn nguy hiểm hơn khi mà những người đi đường trên, đối tượng chính sử dụng dịch chuyển, bị hạn chế khả năng dùng phép bổ trợ này trong các cấp độ đầu do thời gian hồi siêu tăng lên. Chính vì vậy, hiệu quả của Talon đã phần nào được minh chứng với tỷ lệ thắng lên tới 53,69% cùng tỷ lệ được chọn là gần 7%. Về bảng ngọc bổ trợ, nhánh chính sẽ là chuẩn xác với điểm ngọc siêu cấp chinh phục giúp gia tăng sát thương đầu ra cho Talon cũng như cung cấp khả năng hồi phục cần thiết cho vị tướng này. Ở hàng thứ hai, các bạn hãy lấy ô ngọc đắc thắng để Talon có thể hồi lại 12% máu đã mất khi tham gia hàng hộ mục tiêu. Kế đến, với huyền thoại kháng hiệu ứng sẽ mang lại cho sát thủ bóng đêm 30% kháng hiệu ứng khi tích đủ cộng dồn và giúp những pha ám sát bất kỳ con mồi nào cũng trở nên dễ dàng hơn. Chốt chặn cuối cùng sẽ là ô ngọc còn lại bên nhánh chính giúp cho Talon gây thêm được từ 5 đến 11% trong trường hợp bản thân anh chàng này còn dưới 60% máu. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo với vị báu giúp Talon nhận được một chút máu mỗi khi gây sát thương lên kẻ địch. Tương tự với thợ săn tham lam cũng giúp Talon hồi phục như là bằng một phần sát thương do kỹ năng gây ra. Về mặt trang bị, với những món đồ được nhiều người chơi tin dùng là rìu Tiamat, dạ kiếm Dratha, rìu đen và vũ điệu tử thần sẽ bổ sung cho Talon rất nhiều sức mạnh công kích, 40% giảm hồi chiêu, đặc biệt là khả năng hồi máu cũng rất đáng kể cũng như có thể làm giảm giáp của con mồi. Điều này giúp Talon gia tăng cơ hội hạ gục kẻ địch một cách nhanh chóng với mỗi lần tập kích. Tóm lại, một khi Talon có thể lăn cầu tuyết ở đường giữa, vị tướng này có thể giúp người đi rừng vừa lên dẫn trước với áp lực mà mình gây ra trên bản đồ và giúp cho bất cứ bộ đôi đường dưới nào dù để thua đối thủ khi đi đường cũng trở nên có ích trong giao tranh tổng. Mặc dù vậy, Talon là một vị tướng rất khó đóng góp cho team nếu hắn ta không sanh sớm. Do đó, nếu lối chơi lần lướt đầu trận là phong cách yêu thích của bạn thì Talon chính là sự lựa chọn thích hợp vào lúc này. Vầng trăng ai oán, Diana. Kể từ sau khi được làm lại vào cuối mùa 9, Diana đã trở thành một thế lực đáng gờm ở khu vực đường giữa. Bộ chiêu thức của cô kết hợp rất hiệu quả với viên ngọc chinh phục ở giai đoạn đầu và giữa game, trong khi sát thương đa mục tiêu cuối game với chiêu cuối trăng mờ là quá đủ để đóng góp cho team giành chiến thắng. Tại máy chủ Hàn Quốc, cô nàng này đang có tỷ lệ thắng đạt mức 52% cùng tỷ lệ chọn 8%. Về bảng ngọc bổ trợ, như đã nói thì nhánh chính sẽ là chuẩn xác với điểm ngọc chinh phục giúp gia tăng cho Diana sát thương và khả năng hồi phục. Ở hàng thứ hai, các bạn hãy lựa chọn hiện diện trí tuệ nhằm hồi lại 20% năng lượng đã mất sau khi tham gia hạ gục và có thể tăng tối đa thêm 500 năng lượng. Tiếp theo, với huyền thoại tốc độ đánh thì Diana sẽ được bổ sung một chút tốc độ đánh và khi kết hợp với nội tại gươm ánh trăng thì lượng tốc độ đánh của cô nàng sẽ là rất đáng kể. Cuối cùng, với nhát chém ân huệ sẽ giúp Diana hạ gục những mục tiêu thấp máu một cách nhanh chóng. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo, với hai sự lựa chọn quen thuộc là vị máu và tự săn tham lam thì Diana có thể gia tăng khả năng hồi phục cho bản thân. Về mặt trang bị, đai lưng Hextech, quỷ thư Morello và đồng hồ cát Jonia là những món đồ thiết yếu dành cho Diana khi chúng bổ sung sức mạnh phép thuật, giảm hồi chiêu, một chút chống chịu về máu và giáp. Đặc biệt, có khả năng sốc chết con mồi với lượng suy kháng phép cộng thêm. Nhìn chung, có thể nói rằng thời điểm hiện tại ở đường giữa có rất ít vị tướng đối đầu một cách sòng phẳng với Diana. Các pháp sư kiểm soát như Orianna, Syndra và Ryze đơn giản không thể đối phó được với tiềm năng all-in của Diana ở cấp độ 6. Trong khi các sát thủ khác lại gặp trở ngại với khả năng kiểm soát đám đông và tạo lá chắn với chiêu W thác bạc của cô nàng. Chính vì vậy, các bạn hãy sử dụng con bài này để leo rank ở đường giữa trong phiên bản 10.6 nhé. Katarina, ác kiếm. Giống như Lee Sin và Akali, Katarina là một mẫu tướng đòi hỏi kỹ năng rất cao. Cô nàng này chỉ có thể tỏa sáng khi được sử dụng trong tay những người chơi có kỹ năng cá nhân và hiểu biết tốt về trò chơi. Độ cơ động của Katarina có thể gây phiền toái lớn cho bất cứ đội hình team địch nào thiếu khống chế hoặc khả năng phòng ngự, bởi cô ấy có thể nhảy từ mục tiêu này sang mục tiêu khác và lần lượt hạ sát từng người một mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Hiện tại, Katarina đang có tỷ lệ thắng lên đến 52,15% cùng tỷ lệ chọn đạt 7,4%.
Về bảng ngọc bổ trợ thì Katarina cũng là vị tướng đường giữa có khả năng stack chinh phục đáng kinh ngạc khi giúp cô sống sót lâu hơn và gây nhiều sát thương hơn trong giao tranh. Tiếp tục với sự lựa chọn đắc thắng thì Katarina sẽ được hồi lại 12% máu đã mất sau khi tham gia hạ hộp con mồi. Kế đến, với huyền thoại kháng hiệu ứng thì vị tướng của chúng ta sẽ nhận được một lượng kháng hiệu ứng tối đa lên đến 30% sau khi tích đủ cộng dồn và nó sẽ rất cần thiết cho những pha lao vào hàng sau đội hình địch của Katarina. Ô ngọc cuối cùng bên nhánh chính sẽ là nhát chém ân huệ, giúp ác nữ hạ gục nhanh chóng những mục tiêu thấp máu. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo, với tác động bất chợt thì Katarina sẽ được nhận thêm sát lực và xuyên kháng phép sau khi thực hiện những cú nhảy từ kỹ năng E ám sát và gây sát thương lên người kẻ địch. Điểm ngọc còn lại sẽ là thợ săn tham lam, giúp cô nàng hồi một chút máu bằng một phần sát thương gây ra từ kỹ năng. Về mặt trang bị, với 3 món đồ lần lượt là kiếm súng Hextech, quỷ thư Molelo và đồng hồ cát Jonia thì Katarina sẽ được bổ sung rất nhiều sát thương, một chút chống chịu với máu và giáp cộng thêm. Bên cạnh đó, với khả năng hồi phục cũng như làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu từ kiếm súng Hextech, kết hợp với hiệu ứng vết thương sâu của quỷ thư Molelo thì Katarina sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm với những tình huống nhất kích tất sát của mình. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến chiêu cuối bông sen tử thần với khả năng gây một lượng sát thương lớn lên nhiều kẻ địch. Chính vì vậy, trong phiên bản này, Katarina cũng là một sự lựa chọn rất đáng để các bạn sử dụng ở đường giữa. Chú cá tinh nghịch Fizz. Cái tên tiếp theo trong danh sách này cũng là một sát thủ ở đường giữa và đang sở hữu tỷ lệ thắng 51% cùng tỷ lệ được chọn đạt mức 7% tại máy chủ Hàn Quốc. Đó chính là Fizz, vị tướng được biết đến là một con bài siêu cơ động cùng khả năng dồn sát thương vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Fizz còn có thể mở giao tranh vô cùng bất ngờ với chiêu cuối triệu hồi thủy quái. Ngoài ra, khả năng đào tẩu và outplay đối phương với kỹ năng E, tung tăng, nhảy múa cũng là một điểm mạnh của vị tướng này. Dẫu vậy, Fizz cũng là một trong những sự lựa chọn đòi hỏi kỹ năng của người chơi tốt, nhất là ở khả năng sử dụng các chiêu thức định hướng phải chuẩn xác. Vì vậy, nếu như các bạn muốn solo kill đối thủ mà thả cá trượt thì coi như chấm dứt mọi toan tính từ trước. Cuối cùng, Fizz là vị tướng rất dễ bị bắt nạt trước cấp độ 6 và ngoài chiêu cuối ra thì tầm sử dụng kỹ năng cơ bản khá hạn chế. Về bảng bổ trợ, nhánh chính sẽ là áp đảo cùng điểm ngọc sốc điện giúp Fizz gây thêm sát thương lên mục tiêu. Ở hàng thứ hai, với sự lựa chọn tác động bất chợt thì sau khi thực hiện tung tăng nhảy múa và gây sát thương lên kẻ địch thì Fizz sẽ nhận được 7 sát lực và 6 xuyên kháng phép trong vòng 5 giây. Tiếp tục với mắt thay ma sẽ cộng thêm cho Fizz một chút sức mạnh phép thuật với mỗi mắt thay ma sinh ra. Thợ săn tham lam sẽ là ô ngọc cuối cùng bên nhánh chính khi mang lại khả năng hồi phục bằng một phần sát thương do kỹ năng gây ra. Chuyển sang nhánh phụ chuẩn xác, với sự lựa chọn hiện diện trí tuệ sẽ hồi lại cho Fizz 20% năng lượng đã mất sau khi tham gia hạ gục đối phương và có thể tăng tối đa 500 năng lượng. Điểm ngọc còn lại sẽ là huyền thoại kháng hiệu ứng, đem lại cho chú cá tinh nghịch một lượng kháng hiệu ứng có thể lên đến 30% nếu tích đủ cộng dồn. Và điều này rất thích hợp với lối chơi ám sát của vị tướng này. Về mặt trang bị, đai lưng Hextech, đồng hồ cát Jonia và song kiếm tai ương là những món đồ cần thiết cho Fizz khi gia tăng rất nhiều sát thương, một lượng giảm hồi chiêu đáng kể cũng như một chút chống chịu về máu và giáp cộng thêm. Chính vì vậy, Fizz có thể yên tâm tiêu diệt những mục tiêu chủ lực bên phía đối phương, sau đó tẩu thoát nhanh chóng với bộ kỹ năng cơ động của mình. Cho nên, với những bạn nào đã lỡ yêu thích lối chơi của vị tướng này thì đừng bỏ lỡ cơ hội quẩy nát đường giữa trong phiên bản 10.6 nhé. Nocturne, ác mộng vĩnh cửu. Nổi tiếng là một sát thủ đáng sợ ở khu vực rừng, Nocturne luôn là cơn ác mộng đối với những xạ thủ mỏng manh bởi khả năng tắt đèn và ảo thuật của mình. Những tưởng đã biến mất khỏi bản đồ Liên minh huyền thoại thì ở chung kết thế giới 2017, Levi với con bài Nocturne này đã khiến cả thế giới nhớ đến tên mình bởi những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, trong những phiên bản gần đây của mùa 10, Nocturne thêm một lần nữa quay lại đấu trường công lý nhưng là ở vai trò đường giữa với tỷ lệ thắng hiện tại là 54% cùng tỷ lệ được chọn ở mức 5%. Trong giai đoạn đi đường, Nocturne có khả năng xóa sổ lính rất nhanh ngay ở những cấp độ đầu. Điều này sẽ giúp cho vị tướng này có thêm thời gian để di chuyển đến các lane khác hoặc vào rừng để set up những pha giao tranh hoàn hảo. Về bảng bổ trợ thì với điểm ngọc nhịp độ chết người ở nhánh chuẩn xác thì Nocturne sẽ được nhận thêm từ 40 đến 110% tốc độ đánh, từ đó gia tăng khả năng gây sát thương lên người kẻ địch. Ở hàng thứ hai, với hiện diện trí tuệ thì vị tướng này có thể hồi lại 20% năng lượng đã mất sau khi hạ gục mục tiêu và được tăng thêm tối đa 500 năng lượng. Kế đến, với huyền thoại tốc độ đánh sẽ gia tăng một chút tốc độ đánh cho Nocturne, trong khi nhát chém ân huệ sẽ giúp con bài này hạ gục những con mồi thấp máu nhanh hơn. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo, với sự lựa chọn thu thập nhãn cầu sẽ bổ sung thêm một chút sát thương với mỗi lần tham gia hạ gục kẻ địch. Cuối cùng, thợ săn tối thượng sẽ mang lại một lượng giảm thời gian hồi chiêu cuối rất cần thiết cho Nocturne. Về mặt trang bị, ở giai đoạn đầu trận, dìu Tiamat chắc chắn là món trang bị chấn phái dành cho Nocturne. Món trang bị này giúp cho Nocturne có khả năng dọn lính nhanh hơn cũng như dễ dàng tìm kiếm cơ hội của mình ở những lane khác. Sau đó, dìu đen và áo choàng bóng tối sẽ là những món trang bị giúp Nocturne gia tăng sát thương, làm giảm giáp của con mồi và có thể chặn được kỹ năng của chúng với nội tại kiên phép. Bên cạnh đó, với giáp thiên thần sẽ gia tăng độ cứng cáp với một chút giáp và khả năng hồi sinh sau khi nằm xuống trong giao tranh. Từ đó, Nocturne có thể tiếp tục nhiệm vụ gây náo loạn và tiêu diệt mục tiêu chủ lực bên phía đối phương.
Nhìn chung, khi đạt cấp độ 6, Nocturne với chiêu cuối Hoàng Tường sẽ gây ra vô vàn áp lực với team địch khi sẵn sàng lao đến bất kỳ đối tượng xấu số nào trên bản đồ. Cuối cùng, Nocturne là một tướng không quá khó chơi và có thể dễ dàng đạt được trình độ cao nếu bạn bỏ ra nhiều thời gian để luyện tập. Như vậy, đường giữa có thể nói là khu vực hiện đang ở trạng thái cân bằng nhất trong Liên Minh Huyền Thoại, khi mà bảy tướng khá đa dạng với nhiều loại lựa chọn, trong khi sức mạnh các tướng cụ thể cũng khá ổn định, không quá OP nhưng vẫn đủ sức gây áp lực. Đây cũng là nguyên nhân mà phiên bản 10.6 có khá nhiều thay đổi chỉnh sửa nhắm vào đường trên, rừng và đường dưới, song đường giữa vẫn được giữ nguyên, không bị động chạm nhiều. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về top 5 vị tướng đường giữa mạnh nhất ở phiên bản 10.6 của Cà Phê Liên Minh. Nếu bạn nào có sở trường ở đường giữa và lúc này vẫn đang tìm cho mình những vị tướng mạnh mẽ để leo rank cũng như muốn thử thách khả năng của bản thân, thì đừng chần chừ tham khảo danh sách những gương mặt nổi bật nhất của meta hiện tại, đại diện cho nhiều thể loại tướng cũng như phong cách chơi khác nhau. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì, hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh vì chúng hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.